Xin chào các bạn, SE2020. Đây là một con máy mà mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ mua nó để mình sử dụng nó là một chiếc máy gắn SIM chính thức cả. Nhưng bây giờ thì nó đã trở thành sự thật rồi. Một con máy gắn SIM chính của mình và thực hiện tất cả những tác vụ liên quan đến ngân hàng số, liên quan đến mạng xã hội hay là liên quan đến việc nghe gọi của mình khi mà đi ra đường. Vậy thì lý do gì đã thúc mình lựa chọn SE2020 trong một rừng máy khác ở trong tầm giá 4 triệu có màn hình tốt hơn, thậm chí có màn hình tần số quét cao, có công năng sử dụng thú vị hơn, có pin còn trâu hơn, pin sử dụng thực tế trâu hơn? Hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên là một like, một subscribe để trở những video mới nhất đến từ mình. Thế thì lý do gì đã thôi thúc mình lựa chọn con SE2020 ở tầm giá 4 củ này? Như chúng ta tham khảo ở di động Mỹ, loanh quanh 4 củ hoặc là hơn 4 củ tùy từng phiên bản thôi. Thì ở phân khúc này chúng ta có thể thấy một vài những đại diện đến từ Xiaomi cũng có, Oppo cũng có, hay là một vài những con flagship cũ kiểu là của Samsung cũng có, rồi của Google Pixel hay là LG cũng có. Nhưng sao mình lựa chọn con này? Đó là về cái độ nhỏ gọn của nó. Thì máy lớn mình có rồi, mình có rất nhiều những con máy màn hình to, kể cả OnePlus, kể cả Oppo hay là những chiếc máy chính mà mình đang dùng, đó là iPhone 14 Pro. Thế nên mình đang cần một chiếc máy có độ nhỏ gọn tốt hơn để có thể dễ dàng hơn trong việc là đang di chuyển ở bên ngoài, có thể rút ra rút vào nghe gọi này, hay là đang chạy bộ thì chiếc máy nó cũng phải nhẹ nhàng để vẫn có thể mang theo được mà không gây ra sự khó chịu. Bởi vì kích thước thực tế của nó sẽ chỉ ngang với một con 6S hay là một con iPhone 7, một con iPhone 8 trước đây mà thôi. Độ mỏng cực kỳ tốt và cái viền của nó cũng làm bo cong rất mềm mại, nên khi mà mình rút ra và nhét lại vào túi nó là cực kỳ dễ dàng và dễ chịu. Đấy chính là lý do đầu tiên. Vậy thì các bạn sẽ bảo rằng là nếu như mà xét về độ nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng như thế thì S10e cũng tương đương con này, cũng nhỏ nhỏ, cũng mỏng mỏng. Rồi chúng ta có cả Pixel 4 hay là thậm chí chúng ta có Pixel 5, cũng bây giờ cũng khoảng tầm 6 triệu, 5 triệu hơn cũng có rồi. Vậy thì tại sao lựa chọn con này? Bởi vì đơn giản, đấy là nó có màu đỏ. Màu đỏ lại là cái màu hợp phong thủy với mình nên lựa chọn con này là điều tất yếu. Nhưng đùa thôi, cái lý do tiếp theo sẽ là cái quyết định đến sự lựa chọn của mình, đó chính là do nó chạy iOS. Bởi vì như các bạn đã biết, chiếc máy chính mà mình sử dụng ấy, đó là chiếc iPhone 14 Pro. Nên khi lựa chọn một chiếc máy phụ, mình vẫn hướng tới một chiếc máy chạy iOS để nó có thể tạo ra được sự đồng bộ với con máy chính là sử dụng. Tất cả những cái dữ liệu, những cái tin nhắn của cái chiếc máy chính kia thì nó sẽ đồng bộ sang đây, hoặc là những cái dữ liệu của con máy này nó cũng sẽ được đồng bộ sang con máy chính. Và cái nữa, đấy là khi mà mình lắp SIM ở trên con máy này á, mà mình đang sử dụng chung một mạng wifi, thì con máy này của mình nhận được cuộc gọi thì mình vẫn có thể trả lời bằng chính cái con iPhone 14 Pro. Tức là dù cho mình cầm một trong hai chiếc máy, mình vẫn có thể trả lời được cuộc gọi, mình vẫn có thể nhận được tin nhắn và mình vẫn có thể làm được mọi thứ thay thế cho nhau được. Đó chính là nguyên nhân thứ hai. Và nguyên nhân thứ ba, đó là các bạn sẽ thấy rằng là con máy này có pin sử dụng thực tế không quá là trâu, thế nhưng mà nó lại mang lại cho mình một cái thời gian chờ là cực kỳ ổn định. Chẳng nói đâu xa, đêm qua mà mình đi ngủ, lúc mình đi ngủ pin của nó còn khoảng 10%, nhưng sáng ra pin của nó tụt đúng 1% là còn 9% mà thôi. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái thời gian pin chờ của nó tốt là như thế nào. Và đấy cũng là cái nhược điểm trên những chiếc máy Android, nó bị tụt pin rất đột ngột. Có thể là các bạn đi ngủ còn 15% nhưng đến lúc mở mắt dậy nó chỉ còn 5%. Có thể chiếc máy của bạn đang còn khoảng 60% nhưng tự nhiên một cái lý do nào đó chiếc máy lại cứ nóng hổi lên và một lúc sau máy chỉ còn khoảng tầm 45-40% mà thôi. Nó bị tụt pin rất là buồn cười. Thế nên từ chính cái việc là tạo ra sự đồng bộ hóa tốt và cái sự ổn định trong quá trình sử dụng đã là lý do thứ hai thôi thúc mình lựa chọn cái con máy này, làm cái con máy để mình sẽ gắn cái SIM chính để tiện lợi trong việc nghe gọi. Đây thì mình cũng sẽ show đến cho các bạn xem về cái biểu đồ pin của mình dùng trong ngày qua. Và các bạn có thể thấy rằng là nó đạt 4 giờ 46 phút on screen. Như vậy thì nó cũng là một mức pin ok đấy chứ. Sạc đầy 100% này và dùng từ lúc đấy tới lúc hết pin luôn, không hề sạc nhồi. Thế nên đây cũng không phải là một thời gian sử dụng pin quá yếu đâu các bạn. Nó vẫn trâu đấy. Và mình vẫn có thể sử dụng nó để lướt Facebook hay là xem TikTok hoàn toàn ngon lành vô tư luôn. Lý do thứ ba đấy là với cái sự nhỏ gọn như vậy, với một cái thời gian sử dụng pin như vậy và với một cái công năng như vậy, nhưng mình vẫn có được một chiếc máy có camera rất ổn định ở cái tầm giá này, đặc biệt với một người có nhu cầu sử dụng để quay video nhiều như mình. Có thể là chúng ta tìm được một chiếc máy chụp ảnh tốt hơn so với SE2020 ở cái tầm giá này hoàn toàn dễ dàng. S10e chụp ra nước ảnh đẹp hơn, hay là Pixel chụp ảnh ra chi tiết tốt hơn so với con máy này. Thế nhưng khi mà các bạn chuyển sang quay video thì nó lại là một vấn đề khác.
Con máy này mang lại khả năng quay video 4K60 rất ổn định và khả năng chống rung cực kỳ tốt. Đây vốn dĩ là những đặc sản ở trên những chiếc máy của nhà Apple, nên cái vấn đề này là vấn đề mà chúng ta không cần phải bàn cãi. Nó quay video quá tốt và nó phục vụ được cho nhu cầu của mình. Ví dụ như mình đi sự kiện, mình trên tay một sản phẩm nào đó, mình cầm con máy này, mình quay được. Mình đang đi đường, mình muốn quay vlog, mình quay được. Nó gọn, nó nhẹ và có thể cầm thoải mái như này, quay lâu dài luôn và chống rung cực kỳ tốt. Thế nên đây cũng chính là một lý do nữa. Và tổng kết lại tất cả những lý do đó, mình đã lựa chọn SE2020 để lựa chọn làm một chiếc máy phụ nhưng lại gắn SIM chính. Con máy này nó vẫn sẽ có những cái điểm yếu nhưng nó cũng sẽ có những cái điểm tốt, và mình đã nhìn ra được những cái điểm tốt của nó sau một khoảng thời gian mà mình đã sử dụng. Các bạn thấy sao về SE2020? Hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần của video. Video của mình thì dừng lại tại đây nhá. Các bạn click đừng quên để một like, share và bấm subscribe YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.